quyết định buông tay hẳn chưa? Nếu như bạn nhìn thấy video này xem như bạn huấn chiên và mình chỉ nói theo thông điệp của lá bài chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe, và xin kết nối năng lượng cùng các bạn và trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài, và xin kết nối năng lượng cùng các bạn. Và trong trái bài các bạn có lá bài. Lá bài đầu tiên đại diện cho những trải nghiệm ở quá khứ. Các bạn có vô gậy ra ngược. Lá bài thứ hai đại diện cho những gì bạn cảm thấy ở thời điểm hiện tại. Bạn bạn có lá bài The World. Lá bài thứ ba đại diện cho kết quả họ có buông tay hẳn chưa. Các bạn có hiệp sĩ Ly. Và sau đây mình xin chơi trái bài cho các bạn. Lá bài đầu tiên đại diện cho những gì diễn ra trong quá khứ. Các bạn có vua gậy ra ngược. Thì trong trái bài tình yêu khi xuất hiện lá bài này cho thấy mối quan hệ khi xưa của bạn đang ở một cái sự tiêu cực. Nó chỉ ra mối quan hệ bị lạm dụng hoặc đối tác của bạn là người lăng nhăng. Người này là một người sợ cam kết. Họ không muốn gắn kết với ai hết và họ đã bỏ rơi bạn. Có gì đó sự thất hứa ở trong đây. Và bởi chính họ, cái người mà bạn quan tâm, có thể họ gặp một số vấn đề về sự cam kết, sự thiếu tự tin ở nơi chính bản thân họ. Nếu như vậy mà các bạn lại tiếp tục cái mối quan hệ, thì rõ ràng là bạn đang bị thúc ép họ quá nhiều và họ đã chọn cách là bỏ chạy hoặc đang trong mối quan hệ mập mờ với các bạn. Do đó, nếu như bạn là một người độc lập và tự tin, vui vẻ, thì cho thấy rằng họ sợ mắc kẹt ở nơi chính bạn, bởi vì họ không có thể vượt qua nỗi sợ hãi là bị bạn lấn át họ, sợ là bạn sẽ che mắt đi những cái tôi của chính họ. Do đó họ chọn im lặng và ngắt kết nối với các bạn. Và tại thời điểm khi xưa, cho thấy rằng cái người này họ cần phải suy nghĩ thấu đáo những cái gì về mối quan hệ của cả hai, bởi vì họ đang ngồi bên lề của cuộc tình để nhìn xem là những gì đang diễn ra. Họ chờ đợi một cái gì đó thực sự đúng để tiếp tục mối quan hệ với các bạn. Và ở đây dấu hiệu cho thấy một trong hai bạn đã có những quyết định rất hấp tấp, bốc đồng và vội vàng. Bởi vì khi một làm một điều, một quyết định ngừng lại mối quan hệ này, họ muốn chứng tỏ là họ có một cái khả năng khiến cho bạn cảm thấy họ có quyền lực, muốn bạn phải phục tùng. Và ngay cái thời điểm đó, cái người này họ không có thể hiện sự kiềm chế, thậm chí là ngay cả có gì đó không khiêm tốn làm tổn thương. Với những suy nghĩ này thì chắc chắn đây là cái điểm yếu trong mối quan hệ của hai bạn. Bởi vì đây là một trong những cách thể hiện sự ích kỷ và có thể là thao túng tâm lý. Tóm lại, đây là cái kiểu người họ muốn kiểm soát người yêu mình một cách mạnh mẽ thôi các bạn, nhưng lại sợ chịu trách nhiệm. Và ngay tại thời điểm này, các bạn đã dường như không có sự thúc ép nào để về cái mối quan hệ có thể tiến tới. Bởi vì bạn cảm thấy là bây giờ mình nên bình thản đi, mình nên kiên trì với cuộc sống của chính mình. Bạn biết là mình phải giữ tinh thần tích cực để mình có thể vận dụng tất cả những cái thứ mình có, mang lại lợi ích cho bản thân của bạn, cho công việc và cho tất cả những người bạn thương yêu. Khi mà bị ngắt kết nối với người đó, có thể bạn vẫn còn buồn rất là nhiều về chuyện cũ. Cái chuyện tình cảm khiến bạn bị tổn thương và không dám tiến đến một mối quan hệ nào mới hết. Thế nên bạn mới vào xem trái bài là hỏi là họ có buông hẳn chưa. Khi bạn dành tình cảm cho ai đó thì chắc chắn cái chuyện tình cảm của đối phương đó, mình muốn các bạn biết là hiện tại họ cũng có dành tình cảm cho bạn. Bởi vì cái thời gian mà hai người xa cách nhau, họ có suy nghĩ về những cái việc đã xảy ra. Và trong tương lai gần, cái mối quan hệ của các bạn sẽ có triển vọng, tình cảm hai người sẽ bước khi một tiếng mới. Nhưng mà khi nào họ cần có một cái sự cân bằng, họ mong muốn hòa hợp tình cảm với bạn thì mới được. Và năng lượng của lá bài này xuất hiện, cả hai bạn đều mong chờ cho tương lai của mối quan hệ hết. Và hình như là mối quan hệ chính thức mong muốn được công nhận của tất cả mọi người. Một cái gì đó mà ai cũng muốn duy trì cái mối quan hệ và muốn giữ hòa khí với bạn. Mình nghĩ là hai bạn chia tay trong cũng im đẹp, bởi vì hình như cái người này họ đã nhìn ra những cái sai của họ
trong cái mối tình với các bạn khi xưa rồi. Nhưng mà bản thân cái người này họ còn sợ, họ sợ là bị kìm hãm bởi những cái quy tắc luật lệ của bạn đưa ra, những khó khăn bạn đã gán đặt cho họ. Thật ra cái vũ trụ này nó theo một cái quy luật là tất cả những gì á sẽ tồn tại cái sự tiềm tàng bên trong nó. Ví dụ các bạn chia tay, chắc chắn trong đó sẽ có gì đó cho bạn bài học. Trong hạnh phúc của khổ đau và trong khổ đau của hạnh phúc của các bạn, mọi thứ nó sẽ theo cái quy luật này. Và lá bài The World này không phải là sự kết thúc, mà nó sự khởi tạo, khởi đầu. Bởi vì mỗi kết thúc nó đều có sự bắt đầu trở lại. Cái gì đó muốn cho cả hai bạn có một cái nhìn về bản thân mình, để hiểu cá nhân mình có sự tiến bộ riêng và biết là tạo giá trị đem đến sự thống nhất cho cả hai. Và lá bài thứ ba sẽ là dự đoán cho kết quả là họ thực sự có buông tay hẳn chưa. Thì ở đây các bạn có lá bài Hiệp Sĩ Ly. Thật ra cái lá bài Hiệp Sĩ Ly này á, nó bày khái cái hình ảnh không? Hình ảnh một hiệp sĩ cưỡi trên con ngựa trắng để giải cứu công chúa bị mắc kẹt trong lâu đài. Bởi vì khi cái người này họ đã tự tin hơn và mang trái tim của mình trên cái tay của mình á, người này họ trung thành với mối quan hệ và sẽ dành tất cả cho tình yêu của họ đối với người họ thương. Và bản thân của người này họ chưa có buông tay với các bạn. Họ muốn tiếp tục mối quan hệ này. Bởi lá bài này cho thấy rằng bây giờ là họ hành động và sẽ làm theo trái tim của mình. Họ chuẩn bị sắp sửa bước đi cái đôi chân và tiến tới bạn với sự dịu dàng, tình cảm và ấm ấm nhất. Nó đại diện cho một cái sự yêu thương, một cái sự đàm phán. Bởi vì họ muốn mình là cái người hòa giải trong việc giải quyết về vấn đề giữa bạn và họ. Cái giai đoạn mà hai bạn ngừng kết nối, thực sự trong họ có một cuộc đấu trí giữa lý trí và trái tim trong con người họ. Bởi vì cái người này họ đa sầu đa cảm các bạn, họ tinh tế và cũng mâu thuẫn dữ lắm. Tính tình thì lại thất thường hay thay đổi. Do đó khi họ học được bản chất của họ cần gì và muốn gì, thì lúc mà họ sẽ tìm đến cái tình yêu, tìm tới những mối quan hệ thật sự mà họ mong muốn. Bản chất của lá bài Hiệp Sĩ Ly này là một cái người đông đầy về cảm xúc và tinh thần dữ lắm. Ngắt kết nối bạn khi xưa là do họ bị cảm xúc chi phối, do bị mộng tưởng mà cường điệu hóa những gì bạn đưa ra, những cái gì lời bạn nói. Và họ là cái người hay thay đổi và rất thất thường trong cái suy nghĩ, bởi vì họ bị mâu thuẫn rất là nhiều. Do đó nếu như họ đã suy nghĩ khác đi và họ tin tưởng bạn là cái đích thực đó, thì chắc chắn họ sẽ đặt hết tâm trí của họ vào bạn. Và mình đảm bảo với các bạn luôn, cái người này họ tinh tế dịu dàng với các bạn, nhưng mà họ có sự gia trưởng trong đó. Bởi vì họ bị mâu thuẫn với bạn, do đó họ lại là cái người cả thèm chống chán, khó giữ được sự ổn định trong mối quan hệ. Nhưng mà họ tin tưởng vào tình yêu đích thực và họ sẽ tạo nỗ lực hết mình để cho mối quan hệ của bạn được trở lại. Thì chắc chắn là họ sẽ không có buông tay rồi, không có đến là ngõ cụt cho mối tình này rồi. Nhưng mà cái người này họ hụt kiểu dễ yêu và sinh ra để yêu thôi. Họ rất là dễ bị chán nản nếu như tình yêu gặp bế tắc. Mặc dù có chuyện bế tắc chút xíu à, nhưng họ thuộc cái kiểu người là cảm xúc, mộng mơ nữa. Mà để ngược đời lắm các bạn, yêu mình lại sợ ràng buộc. Sao nó ngộ quá, cái năng lượng này rất là kỳ cục. Bởi vì mâu thuẫn rất là nhiều, họ cần phải trưởng thành hơn. Cái lá bài này chứng tỏ họ vẫn là một cái người chưa thực sự trưởng thành. Khi nào họ cảm thấy mà họ ổn định, họ không còn mâu thuẫn bên trong nữa, thì lúc đó cái sự cam kết mới tiến được nha các bạn. Hiện tại thì chưa biết là họ có muốn cam kết hay không, nhưng chắc chắn là họ chưa buông tay bạn. Và ở đây trải bài sẽ đúng hơn nếu các bạn thuộc cung nước là Cự Giải, Hổ Cáp, Song Ngư, hoặc sư tử là Bạch Dương, Nhân Mã và Sư Tử, và cung khí Bảo Bình, Thiên Bình. Qua trải bài này, hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những niềm vui và những hành động cần thiết. Và cho dù bạn nhận được lời cầu hôn hoặc cam kết với họ, hoặc có gì đó chuyển nơi sống, thì bạn phải chấp nhận. Đây là bài cho biết là bạn nên cần chấp nhận cái điều này. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực.
mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.